Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 72. Nghĩ đến đây, tâm tình Ô Đạo Minh liền sung sướng không ít. Ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng hiền lành rất nhiều. Dù sao cũng là bởi vì Lâm Hiểu Phong, hắn mới có thể có được quỷ thuật. Chỉ cần có được quỷ thuật, vẫn là không cần thiết tra tấn tiểu tử này. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu của Ô Đạo Minh, bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong có vô số huyết tinh chi khí trào ra. Cố huyết tinh chi khí này liền vọt tới trước quỷ khóc sói gào. Thế nhưng lại có thể ngăn chặn được hắc vụ quỷ khóc sói gào kia. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng là lộ ra vui mừng. Đối với yêu đao nói: "Cảm tạ." Yêu đao nói: "Tiểu tử, đừng đắc ý, chạy nhanh giải quyết lão già này. Nếu động tác chậm một chút, người chết sẽ là người." Lúc trước bị quỷ khóc sói gào đuổi theo nơi nơi, Lâm Hiểu Phong ngay cả cơ hội công kích Ô Đạo Minh đều không có. Nhưng hiện tại thời cơ đã tới rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía của Ô Đạo Minh, chậm rãi thì thầm: "Kim thị sinh thời, sinh chỉ hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật." Sân thượng tuy rằng bị ánh đèn chiếu đến sáng choang, nhưng vẫn như cũ là có bóng ma tồn tại. Từ bóng ma lao ra vô số hắc ảnh, lên đánh tới Ô Đạo Minh. Ô Đạo Minh thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Hắn không sợ đánh cùng người, thậm chí quỷ đều không sợ. Trên người hắn có độc, mặc dù là quỷ cũng có thể trúng độc mà hồn phi phách tán. Nhưng những bóng ma là cái gì? Độc đối với những bóng ma đó có thể hữu dụng sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Ô Đạo Minh liền có một trận buồn bực. Vô số bóng ma liền lao tới trên người của Ô Đạo Minh, gắt gào bắt lấy hắn, khiến cho Ô Đạo Minh không thể nào động đậy. "Cút ngay, cút ngay!" Ô Đạo Minh không ngừng giống to lên. Bởi vì có huyết tinh chi khí ngăn cản, đoàn hắc vụ quỷ khóc sói gào kia tuy rằng không ngừng dãy rủa muốn đột phá huyết tinh chi khí để cứu Ô Đạo Minh, nhưng yêu đao cũng không đơn giản. Nó sở phát ra huyết tinh chi khí hoàn toàn có thể áp chế được cố hắc vụ này. Lâm Hiểu Phong cũng không dám tới gần Ô Đạo Minh. "Ô giáo chủ, ông luôn muốn có được quỷ thuật, vậy chết ở trên tay quỷ thuật chắc là cũng sẽ không có câu oán hận gì đâu." Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nâng lên yêu đao, lông tơ trên người của Ô Đạo Minh đều dựng ngược lên. Hắn cảm thấy có một cỗ tử vong mãnh liệt đang uy hiếp mình. Từ khi hắn lên làm phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo, thân phận cao quý, mười mấy năm không có loại cảm giác này. Ô Đạo Minh giống to: "Ngươi muốn làm gì? Ta là phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo, ngươi giết ta, Thánh Kim Giáo chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn." "Tiểu tử, ngươi đừng xúc động, cái gì cũng có thể thương lượng, ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn nhiều ít đều có thể cho ngươi." "Ta không cần quỷ thuật, ta từ bỏ." Nếu là khi còn trẻ tuổi, Ô Đạo Minh lại không sợ chết. Khi đó hắn liều mạng chém giết, không biết ở thời khắc cận kề cái chết bao nhiêu lần. Nhưng có câu nói rất đúng: người càng già càng sợ chết. Ô Đạo Minh chính là người như vậy. Ngày lành quá nhiều, lá gan liền thu nhỏ, càng sợ chết. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đọc duyên nội quỷ chú. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong nâng lên yêu đao. Trên yêu đao hiện ra một hư ảnh yêu đao đỏ như máu, chiều dài khoảng 10 mét. Ô Đạo Minh bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn lại quên mất sợ hãi tử vong. Đây là lực lượng quỷ thuật sao? Trong ánh mắt của Ô Đạo Minh hiện lên vẻ si mê dị thường. Là một người sống trong ma đạo nhiều năm, hắn có lẽ sợ chết, nhưng đối với khát vọng lực lượng lại là càng mạnh hơn so với sợ hãi tử vong. Lực lượng như vậy, nếu như ta có thể có được.
Ánh mắt của Âu Đảo Minh càng lúc càng điên cuồng si mê. Chết đi! Lâm Hiểu Phong một đao đánh xuống, hư ảnh yêu đao thật lớn đồng thời chém đi xuống. Trong nháy mắt, Âu Đảo Minh bị chém thành hai nửa, rơi ở trên mặt đất. Âu Đảo Minh tử vong, đồng thời cỗ hắc vụ quỷ khóc sói gào kia cũng tiêu tán. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay, ảnh quỷ thuật triệu hồi ra hắc ảnh cũng biến mất không thấy nữa. Thật sự giải quyết ra họa này rồi. Lâm Hiểu Phong ngả đầu nằm trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Ô Đạo Minh cả người là độc. Nói thật, nếu không phải có ảnh quỷ thuật cùng với duyên nội quỷ chú, Lâm Hiểu Phong muốn giải quyết Ô Đạo Minh thật đúng là quá sức. Ô Đạo Minh kia cả người là độc, nếu Lâm Hiểu Phong tới gần hắn, không chừng liền sẽ bị trúng độc. Chỉ có thể dựa vào ảnh quỷ thuật mới có thể chế trụ được hắn, sau đó lại sử dụng duyên nội quỷ chú một kích giải quyết hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn ngôi sao trên bầu trời, cho tới bây giờ đều có một chút cảm giác không thể tưởng tượng được. Hắn ngồi dậy, nhìn thi thể Ô Đạo Minh một bên. Nơi này không thể ở lâu. Lâm Hiểu Phong chính là nhớ rõ Ô Đạo Minh đã nói qua, tòa nhà lớn này là sản nghiệp của Thánh Kim Giáo bọn họ. Vạn nhất Thánh Kim Giáo có người bỗng nhiên xông lên, chính mình sẽ chết thảm. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cắm vào vỏ đao, đi đến bên người của Lâm Sâm, đỡ Lâm Sâm trên mặt đất đứng lên. Cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sắc mặt Lâm Sâm vẫn như cũ rất khó coi. Không có việc gì. Cậu trúng độc. Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, Lâm Sâm liền nói. Yên tâm đi, tôi và nhân loại các người không giống nhau. Trên người tôi tuy rằng có độc tố tiến vào máu tươi, nhưng chỉ cần đem máu tươi này bước ra ngoài là được. Lâm Sâm nói. Vậy thì tốt. Hai người nâng đỡ nhau đi xuống dưới lầu, bắt xe trở về học viện thể dục. Sau khi trở lại trường, Lâm Hiểu Phong lập tức gọi điện thoại bảo phòng Diệu Tổ mang theo cảnh sát trúng độc đi tới ký túc xá bọn họ một chuyến. Đi vào ký túc xá, Hoàng Mộc vẫn nằm ở trên giường kêu rên. Ai ơi, muốn chết quá, đau muốn chết. Còn kêu la cái gì, dậy nhanh uống thuốc giải. Lâm Hiểu Phong đem giải dược ném qua. Đây là tôi lấy từ chỗ của Ô Đảo Minh, đến cùng có phải là giải dược thật sự hay không tôi cũng không dám đảm bảo, nói không chừng là độc dược. Cậu lấy tôi để thử độc sao? Hoa Mập từ trên giường ngồi dậy, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu không chờ những cảnh sát đó tới để cho bọn họ uống trước thử xem. Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập liền cầm lấy, lộc cộc uống một ngụm. Mập ca tôi tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không đến mức để cho người khác tới giúp ta thử độc. Mẹ nó, thật khó uống. Hoa Mập đem cái chai phóng tới một bên, hỏi. Đúng rồi, cậu vừa rồi nói là Ô Đảo Minh. Ô Đảo Minh nào? Phó giáo chủ Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong nói. Lần trước chính là hắn bức tôi cùng với Hạng Chu đi điều tra quỷ thuật, cậu đã quên rồi sao? Hoa Mập suy tư nói. Hình như là có chuyện như vậy. Tại sao không bắt hắn trở về? Còn bắt trở về cái gì? Thiếu chút nữa tôi đã mất mạng trên tay hắn rồi. Lâm Hiểu Phong đem sự tình nói ra. Hoa Mập sau khi nghe xong liền nói. Hiểu Phong, thật đúng là chỉ có cậu. Giết chết thiếu chủ Thánh Kim Giáo không nói, hiện tại còn giết cả phó giáo chủ của bọn hắn. Cậu cùng Thánh Kim Giáo này chính là kết thù lớn rồi. Không cần Hoàng Mập nói, Lâm Hiểu Phong cũng rõ ràng, Thánh Kim Giáo sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, chỉ sợ sẽ đến cùng mình chân chính tính sổ. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, chỉ hy vọng trước khi bọn họ tới tìm mình tính sổ, có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng không có lựa chọn khác. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Rốt cuộc chuyện mình biết quỷ thuật đã bị Ô Đảo Minh biết được, không phải Ô Đảo Minh chết, chính mình cũng sẽ chết. Quỷ thuật vốn chính là một con dao hai lưỡi, sau khi có được nó, tuy rằng có thể tăng gấp bội thực lực của chính mình, nhưng đồng thời sẽ rước lấy vô số phần tử ma đạo nhòm ngó. Mặc dù là ma giáo nhị lưu như Song Long giáo, nếu có được quỷ thuật, chỉ sợ cũng sẽ cất giấu, chờ sau khi thực lực lớn mạnh mới dám đem tin tức về quỷ thuật thả ra. Nếu không, ma giáo đứng đầu như Miêu Vu giáo, Thánh giáo, Thiên Lý giáo biết được tin tức quỷ thuật, khẳng định sẽ ra tay đối với Song Long giáo. Tổ chức như Song Long giáo, Phong giáo đều như thế,
huống chi mình chỉ có một người. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng tùy thời quan sát đến Hoàng Mập, lo lắng hắn có vấn đề gì xuất hiện. Rốt cuộc giải dược này là có được từ trong tay của Ô Đảo Minh, có quỷ mới biết tên kia có phóng độc dược bên trong hay không. Bất quá Hoàng Mập từ khi uống xong đến bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thực mau, Phong Diệu Tổ liền mang theo cảnh sát trúng độc đi tới ký túc xá của Lâm Hiểu Phong. Những cảnh sát này sắc mặt đều rất khó coi, tuy rằng bọn họ cũng không biết mình trúng độc gì, nhưng biết thi đốm mọc trên mặt này cũng không phải việc nhỏ. Sau khi uống giải dược xong, Phong Diệu Tổ cũng không cho bọn họ rời đi. Nếu có hiện tượng gì đột phát, Phong Diệu Tổ cũng không biết nên ứng đối thế nào. Quá ước chừng khoảng 10 phút, thi đốm trên mặt bọn họ, bao gồm cả Hoàng Mập, vậy mà chậm rãi biến mất. Hơn nữa, bọn đám liền giống như uống phải thuốc sổ, đột nhiên đều muốn đi vệ sinh. Hoàng Mập lao vào nhà vệ sinh đầu tiên. Những cảnh sát đó có gần 10 người, không nín được, vọt tới những phòng ngủ khác của ký túc xá. Cảnh sát đây, nhà vệ sinh của các người ở nơi nào? Ta là cảnh sát, muốn chiếm dụng nhà vệ sinh của các người. Thanh âm như vậy xuất hiện liên tục ở dãy tầng lầu của Lâm Hiểu Phong. Sau đó, toàn bộ tầng lầu đều tản mát ra một mùi xú vị ghê tởm. Mẹ nó, đám cảnh sát này ăn sầu riêng sao? Hương vị này cũng khó ngửi quá. Mẹ nó, không ngủ được rồi, phải đi ra ngoài suốt đêm thôi. Tiếng ca thán không ngừng từ trên tầng lầu của Lâm Hiểu Phong vang ra. Toàn bộ bên trong ký túc xá, những học sinh ở đây đều chạy trốn ra bên ngoài. Một đám mang theo bực tức nhưng không thể nói ra thành lời. Không có biện pháp, bọn họ cũng không thể chỉ vào đám cảnh sát này mắng bọn họ y phân bốc mùi quá đi. Lâm Hiểu Phong cũng có chút không chịu nổi nói: Cậu Mập, xong chưa? Tối quá. Phong Diệu Tổ thấy một đám độc được giải khai, tươi cười đầy mặt. Một đám người đi tới trước cổng trường học. Phong Diệu Tổ nói: Hiểu Phong, nếu không hai cậu đến nhà ta ở một đêm đi. Không cần, chúng tôi tùy tiện tìm một quán net ngủ qua đêm là được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Tiểu tử cậu còn khách khí với ta sao? Phong Diệu Tổ cười một cái, cũng không có cưỡng cầu. Hắn hiển nhiên tâm tình cũng thực không tồi, mang theo tất cả cảnh sát đều rời đi. Sau khi Phong Diệu Tổ rời đi, Hòa Mập nhìn không được nói: Hiểu Phong, chúng ta sẽ không đi tiệm net ngồi cả đêm thật chứ? Sao, còn sợ không quen à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thật ra thì quen, chẳng qua là nếu bọn tôi lại không chịu nổi, lại làm cho mọi người trong quán net chạy đi, như vậy thì thật thảm rồi. Hòa Mập rụt rụt cổ nói. Lâm Hiểu Phong nói: Thôi kệ nó, đi. Xung quanh trường, khách sạn cùng quán net hẳn là nhiều nhất. Hai người Lâm Hiểu Phong tìm được một quán net không tồi. Nhìn vào những người đang ngồi bên trong, lại đều là những gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều là từ trong ký túc xá trốn ra đây. Hiểu Phong, tiểu tử cậu tới đây chơi net sao? Hiếm thấy à? Những người này trên cơ bản đều biết Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc nửa học sinh trong trường này vẫn là ở chung ký túc xá. Lâm Hiểu Phong cùng bọn họ chào hỏi, sau đó cùng với Hoàng Mập tìm một góc ngồi xuống chơi game. Kỳ thật khi Lâm Hiểu Phong học trung học cũng rất thích chơi, nhưng sau khi học đại học ngược lại là không còn hứng thú. Hắn dựa vào trên ghế, ngáp một cái, chuẩn bị ở chỗ này chắp vá ngủ một đêm. Hoàng Mập mở máy tính, thuần thục mở ra một địa chỉ web, bắt đầu chơi. Lâm Hiểu Phong ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm giác có người gọi mình. Lâm Hiểu Phong mở mắt ra, nhìn Hoàng Mập đang ngồi ở một bên, mở to đôi mắt nhìn mình. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập nói: Di động cậu vang lên nửa ngày rồi, không nghe thấy sao? Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động, nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhớ, tất cả đều là của một dãy số lạ kia. Đây là ai? Lâm Hiểu Phong liền gọi lại. Bên kia lập tức liền tiếp điện thoại. Alo, là ai vậy? Lâm Hiểu Phong ngáp hỏi. Là ta. Đầu bên kia điện thoại, thế nhưng lại truyền đến giọng nói của Hạng Trù. Nghe được giọng nói này, Lâm Hiểu Phong cả người buồn ngủ đều tỉnh hơn phân nửa, từ trên ghế ngồi bật dậy. Từ khi Hạng Chu rời đi đến bây giờ, một chút tin tức cũng không có. Gần đây cậu như thế nào? Lâm Hiểu Phong quan tâm hỏi. Hạng Chu nói: Hiện tại không phải thời điểm cùng cậu nói chuyện này. Sự tình cần nói có chút phức tạp,
đại khái chính là hai việc. Thứ nhất chính là Thánh Kim Giáo bên kia, cậu đến cùng đã làm cái gì? Mình nhận được tin tình báo Thánh Kim Giáo bên kia đều phát điên rồi, toàn bộ muốn tìm cậu trả thù. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy dừng lại một chút nói, mình đã giết chết phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Cậu đã giết chết phó giáo chủ của bọn họ? Hạng Chu nghe thấy vậy hít sâu một hơi nói, những ngày này cậu phải cẩn thận một chút, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết Thánh Kim Giáo kia. Ở ma giáo, người đã chết chính là không còn đáng giá. Mình biết rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu nói, còn có một việc, chuyện này quyết định bởi cậu. Tình huống bên trong thánh giáo của mình cũng rất phức tạp. Lúc trước mình muốn cứu cha của Từ Hướng Dương ra, kết quả bị những người khác phát hiện, ngược lại là hại chết ông ta. Lâm Hiểu Phong nghe được, xem ra minh bạch vì sao cha của Từ Hướng Dương sớm không xảy ra chuyện mà hiện tại mới xảy ra chuyện. Hạng Chu nói tiếp, kỳ thần tử nhân kinh bên phía thánh giáo cũng chỉ mới có một nửa quấn, còn nửa quấn vẫn luôn bị cha của Từ Hướng Dương cất giấu. Đây cũng chính là lý do tại sao thánh giáo luôn giam giữ không giết ông ta. Nhưng cho tới nay ông ta cũng không chịu nói ra nửa quấn tử nhân kinh còn lại. Sau khi giết chết cha của Từ Hướng Dương, lại đem ba hồn bảy phách của ông ta bắt lên tra tấn, cũng không có lấy được nửa quấn tử nhân kinh còn lại. Nhưng ngược lại biết được Từ Hướng Dương biết. Lúc này bọn họ đem thi thể đưa về quê quán của Từ Hướng Dương, chính là muốn cho Từ Hướng Dương trở về tham gia tang lễ, đem hắn bắt lại. Lâm Hiểu Phong nghe được trầm tư suy nghĩ. Hạng Chu nói, chuyện này nếu cậu có thể cứu được Từ Hướng Dương là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong nói, tính tình của cậu hẳn là sẽ không để cho mình đi mạo hiểm như vậy mới đúng. Hạng Chu có chút do dự, qua một hồi lâu mới nói, tình huống hiện tại của mình cũng không tốt. Người muốn bắt Từ Hướng Dương là người trong thánh giáo đối nghịch với mình. Nếu cậu có thể cứu được Từ Hướng Dương, giúp mình lấy được nửa quấn tử nhân kinh kia, tình huống của mình sẽ tốt hơn không ít. Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu được, cười nói, ha, cậu điện thoại cho mình chính là vì cái này sao? Cậu đừng hiểu lầm, mình cũng không phải muốn lợi dụng cậu. Hạng Chu lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ hiểu lầm, liền nói, hiện tại mình thật sự không có biện pháp, thủ hạ của mình cũng có người có thể dùng, nhưng người muốn đối nghịch mình dù sao cũng là người giúp thánh giáo đi lấy tử nhân kinh. Nếu mình xuất động người đi ngăn trở, vạn nhất bị giáo nội vạch trần, danh dự của mình sẽ hoàn toàn bị ném đi, đối với mình ảnh hưởng sẽ rất lớn. Lâm Hiểu Phong nói, cậu vội vã như vậy làm gì, giúp bạn gái mình làm việc, việc này cũng không phải là thiên kinh địa nghĩa gì. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, yên tâm, mình sẽ tận lực lấy được tử nhân kinh. Hạng Chu nói, vậy cậu phải chú ý an toàn, nếu thật sự không lấy được thì thôi, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, cậu yên tâm đi, chờ mình lấy được tử nhân kinh sẽ liên lạc với cậu, được không? Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong có rất nhiều lời muốn nói cùng với Hạng Chu, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nói chuyện phiếm. Chờ sau khi bắt đầu đại hội luận võ, lại cùng Hạng Chu tâm sự thật nhiều. Mình ngắt máy đây, cậu hãy cẩn thận nhé. Nói xong, Hạng Chu liền ngắt điện thoại. Lúc này, Hạng Chu đang ngồi trên một ghế sofa tại một đại sảnh, có chút suy sụp. Trong khoảng thời gian này, thánh giáo nội đấu làm nàng cảm giác thực phiền lòng, hoàn toàn không còn cảm giác như ở Thành Đô, cùng với Lâm Hiểu Phong cả ngày ăn nhậu chơi bời vui sướng như vậy. Bác Hà, bác nói xem, vị trí thánh chủ này ngồi lên thật sự sẽ thoải mái sao? Hạng Chu có chút mịt mờ nhìn di động. Bác Hà đứng ở một bên liền hỏi, tiểu thư, trước kia lên làm thánh chủ, trở thành người lợi hại như cha của cô, chính là mục tiêu mà cô đã lập ra. Hạng Chu có vẻ uể oải nói, chính là ta không có chút nào cảm giác được vui sướng các loại nội đấu, thậm chí vì giúp chính mình còn để cho Hiểu Phong mạo hiểm giúp ta. Tiểu thư, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Bác Hà nói, đây là đạo lý mà từ nhỏ cô đã hiểu được rồi. Hạng Chu khẽ lắc đầu, được rồi, không nói với ông nữa, dù sao ông cũng chỉ biết giảng đạo lý lớn. Đúng rồi, phái người đi Thánh Kim Giáo một chuyến, nói bọn họ
nếu dám động tới một sợi lông tơ của Lâm Hiểu Phong, chờ ta ngồi trên vị trí thánh chủ, thánh kim giáo bọn họ cũng có thể xóa tên. Thời điểm nói đến đây, trong ánh mắt của Hạng Trù xuất hiện thần sắc tàn nhẫn. Bác Hà có chút vui mừng gật đầu nói: được. Nói xong, hắn lập tức lên rời khỏi đây, mà Hạng Trù lại tiếp tục lâm vào trầm tư. Tại bên trong thánh kim giáo, lúc này cũng là không ngừng khắc khẩu. Giáo chủ thánh kim giáo Tư Đồ Kim Trần ngồi ở trên một cái ghế, nhìn mười mấy người ở phía dưới khắc khẩu không thôi. Giáo chủ, ta kiến nghị lập tức phái người giết chết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Phong giáo Tứ Xuyên quan hệ không bình thường. Các người xác định phái đi một ít người có thể giết chết Lâm Hiểu Phong trên địa bàn của Phong giáo sao? Giết được cố nhiên là tốt, nhưng nếu là không thể giết chết, ngược lại bị Phong giáo giết chết toàn bộ người của chúng ta ở Tứ Xuyên, thánh kim giáo chúng ta chẳng phải sẽ tổn thất nặng nề sao? Chẳng lẽ mặc kệ việc phó giáo chủ của chúng ta bị giết, cái gì cũng đều không làm, người ngoài sẽ coi thánh kim giáo chúng ta như thế nào? Miệng ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi Tứ Xuyên giết Lâm Hiểu Phong đi. Ô, phó giáo chủ đi Tứ Xuyên làm cái gì chúng ta cũng không biết, nói không chừng hắn xuất động đi gây chuyện thì sao? Nhìn nhóm người này không ngừng khắc khẩu, Tư Đồ Kim Trần khẽ lắc đầu. Nhóm người này thật là an nhàn nhật tử quá lâu rồi, một đám chỉ biết ồn ào, không một người chủ động xin ra trận giết Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Minh Chí nói: các vị trước tiên không cần nóng vội, tổ chức phong giáo khổng lồ như thế, không bằng chúng ta cùng với phong giáo giao thiệp trước. Chúng ta chỉ cần đưa ra chỗ tốt, nói không chừng phong giáo liền tự mình đem người đưa lại đây cho chúng ta. Tư Đồ Kim Trần nghe được không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Tư Đồ Minh Chí trước mắt này chính là đứa con hiện tại hắn vừa lòng nhất. Tư Đồ Minh Láng đã chết lúc trước, kỳ thật là người Tư Đồ Kim Trần vừa lòng nhất. Đáng tiếc Tư Đồ Minh Láng lại tự cao tự đại, thậm chí đều uy hiếp đến địa vị của hắn. Lúc này một trưởng lão lên tiếng nói: thực lực ô phó giáo chủ các vị đều rõ ràng, bản lĩnh hạ độc của hắn chỉ có hắn giết người. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong kia liền tính là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện bản lĩnh, cũng không phải là đối thủ của ô phó giáo chủ. Tư Đồ Minh Chí thấy có người có ý kiến bất đồng đối với mình, không những không có chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra một bộ dáng khiêm tốn thụ giáo. Nguyện nghe kỹ càng. Trưởng lão này thấy vậy trong lòng cũng rất vừa lòng. Nếu đổi là Tư Đồ Minh Láng, có người có ý kiến bất đồng cùng với hắn, chỉ sợ đã muốn giết người. Hắn nói: Lâm Hiểu Phong thực sự khẳng định không phải là đối thủ của ô giáo chủ, nhưng ô giáo chủ chết ở Tứ Xuyên, còn có thể là ai hạ tay đây? Tư Đồ Minh Chí đã đoán ra, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: ý của ông là phong giáo sao? Không sai. Trưởng lão này gật đầu nói. Tư Đồ Minh Chí lập tức tỏ vẻ thành khẩn nói: như vậy mà lúc trước ta không nghĩ tới, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mặc kệ là thiệt tình hay giả tạo, dù sao dáng vẻ này, chư vị trưởng lão của thánh kim giáo đều là thực sự rất vừa lòng. Tư Đồ Kim Trần cười ha ha nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Mặc kệ đứa con trai Tư Đồ Minh Chí này bản lĩnh như thế nào, ít nhất y quý đối nhân xử thế này tuyệt đối rất lợi hại. Dựa theo như vậy phát triển đi xuống, những trưởng lão phía dưới này hẳn là sớm muộn cũng sẽ bị hắn lung lạc nhân tâm. Mặc dù sau này mình đã chết đi, bên trong thánh kim giáo cũng sẽ không xảy ra đoạt quyền nhiễu loạn gì. Bỗng nhiên có một người cuống quýt từ ngoài cửa chạy vào bẩm báo: giáo chủ, Bác Hà bên thánh giáo truyền đến tin tức. Tư Đồ Kim Trần hỏi: tin tức gì? Thánh nữ lên tiếng nói chúng ta nếu dám động vào Lâm Hiểu Phong, chờ nàng ngồi lên vị trí thánh chủ sẽ làm thánh kim giáo chúng ta biến mất. Mọi người ở đây tức khắc có một chút luống cuống lên, một đám người có chút không biết phải làm sao. Một trưởng lão trong đó nói: giáo chủ, thánh giáo bên kia đã lên tiếng, việc Lâm Hiểu Phong bằng không tạm thời hoãn lại một chút. Tư Đồ Kim Trần cười ha hả nói: nếu là thánh chủ lão nhân già lên tiếng, ta tự nhiên vâng theo,
không có ý kiến gì. Hắn dừng lại một chút. Nhưng một bé gái còn chưa lên làm thánh chủ liền dõng dạc tuyên bố tính lên làm thánh chủ, cho rằng một câu của nàng có thể làm cho thánh kim giáo chúng ta dao động sao? Nơi này liền có thể nhìn ra uy tín hạng chủ cũng không cao. Ở ma đảo cũng không có bao nhiêu người nể mặt nàng. Tư đồ Kim Trần tươi cười thu hồi, sắc mặt nghiêm túc nói: được rồi, chuyện này đương nhiên là muốn tìm Lâm Hiểu Phong nói rõ ràng. Phó giáo chủ của thánh kim giáo chúng ta cũng không phải người nào có thể tùy tiện giết. Đưa tuyệt hồn song sát lại đây để cho bọn họ đi giải quyết. Giáo chủ, tuyệt hồn song sát không thể thả ra. Hai gia hỏa kia đều là kẻ điên, thả ra không chừng sẽ gây ra họa lớn. Một đám người khuyên bảo. Tư đồ Minh Chí lại rất tò mò. Hắn đương nhiên là nghe nói qua thành danh tuyệt hồn song sát, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Tuyệt hồn song sát ở bên trong thánh kim giáo, tuyệt đại đa số thành viên đều không thể hiểu được, chỉ có số ít nhân vật cao tầng mới biết được. Hơn nữa rất nhiều người từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Bất quá truyền thuyết về hai người lại không có ít. Tư đồ Minh Chí thật lâu trước kia liền nghe nói qua thành danh của hai người này. Bất quá lại nghe nói hai người này là một kẻ điên. Trong một lần, một phó giáo chủ trước kia của thánh kim giáo mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kết quả khoa chân múa tay khiến cho hai người trong lòng không thoải mái, trực tiếp đem phó giáo chủ này cùng mấy chục người đi theo đều giết sạch, cuối cùng liền bị giam giữ. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng lục lạc thanh thúy. Hai người áo đen to lớn từ ngoài cửa đi vào. Hai người tiến vào cũng không hành lễ đối với Tư đồ Kim Trần. Hai người các người nhàn nhã lâu như vậy rồi, giờ ta cho các người một nhiệm vụ mới. Giết một người tên là Lâm Hiểu Phong. Tư liệu ta sẽ cho người đưa cho các người. Nếu có người gây trở ngại, lập tức giết luôn. Hai người này nghe xong một câu cũng không nói, xoay người lên đi ra đại sảnh. Trong ánh mắt của Tư đồ Minh Chí lộ ra tò mò. Đám trưởng lão cao tầng còn lại đều thở ra một hơi. Bọn họ sợ hai người này bỗng nhiên ra tay đối với mình. Tư đồ Kim Trần đương nhiên là nhìn thấy phản ứng của đám trưởng lão phía dưới, trong lòng cười lạnh một chút, cũng không có gì bất mãn. Đám người này càng kiêng dè, chính mình mới có thể càng tốt đem quyền lợi của thánh kim giáo nắm giữ ở trong tay. Đến lúc đó, con trai mình thừa kế vị trí giáo chủ cũng có thể càng thêm thuận lợi. Cha, hai người kia đến cùng... Đừng hỏi, hai người kia lần này hành động trở về, ta liền sẽ trừ bỏ, lưu lại trước sau cũng là một mối họa. Tư đồ Kim Trần nói xong, vẫy vẫy tay, tất cả mọi người lui xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngáp dài từ quán net đi ra. Ngủ một đêm tại quán net, loại cảm giác này cũng không thoải mái chút nào. Hai người bọn họ tìm một quán ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Lâm Hiểu Phong liền lấy ra di động, gọi điện thoại cho Từ Hướng Dương. Hạng Chu bảo mình hỗ trợ chuyện này, hắn nhất định phải làm thật tốt. Thực mau điện thoại liền đả thông. Alo, lão Từ, tang lễ của cha cậu làm xong chưa? Bao giờ trở lại đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương nói. Chưa, cha tôi sinh thời bạn bè tương đối nhiều, còn phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Được rồi, cậu cho tôi địa chỉ, dù sao tôi cũng không có việc gì, lại đó tham gia lễ tang của cha cậu một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Đầu bên kia điện thoại, Từ Hướng Dương hiển nhiên có chút khó hiểu, nhịn không được hỏi. Lại đây tham gia tang lễ sao? Đúng vậy. Từ Hướng Dương tuy rằng kỳ quái Lâm Hiểu Phong đột nhiên nói cái này, bất quá vẫn nói. Nhà tôi ở Thái Nguyên, khi nào cậu tới nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đến sân bay đón cậu. Không cần đến lúc đó, chiều nay tôi liền đến, trước khi lên máy bay tôi sẽ gọi cho cậu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại. Hoàng Mộc một bên hỏi. Cậu làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn đi Sơn Tây? Đi qua có chút việc. Một chuyến này, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn mang theo Hoàng Mập đi. Lần này bên phía của Thánh Giáo sẽ có người xuất động, mang Hoàng Mập đi qua không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiểu Phong gọi theo Lâm Sâm. Một mình đi qua vẫn là hơi quá sức.
Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, Thực Mao thu thập xong hành lý, sau đó cùng Lâm Sâm đi tới sân bay, mua hai vé đi Thái Nguyên. Dọc theo đường đi, Lâm Sâm cũng không hỏi Lâm Hiểu Phong vì sao muốn đi một nơi xa như vậy. Bên cạnh có một người như vậy giúp đỡ, kỳ thật rất tốt. Lâm Hiểu Phong có chút may mắn vì lúc trước Yêu Đào đã giúp mình thu phục Lâm Sâm. Trưa hôm đó, Lâm Hiểu Phong ngồi máy bay, chậm rãi đáp xuống sân bay. Lâm Hiểu Phong cầm theo hành lý, cùng với Lâm Sâm hướng ra cửa sân bay. Vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy Từ Hướng Dương. Lão Từ! Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi. Từ Hướng Dương đi tới giúp Lâm Hiểu Phong cầm hành lý, nhìn thoáng qua Lâm Sâm nói. Lâm Sâm huynh đệ cũng đến sao? Tìm một nơi yên tĩnh, tôi có việc phải nói với cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Từ Hướng Dương nghe thấy vậy, liền gật đầu. Sau đó ba người gọi taxi, đi tới một tiệm cà phê tại Thái Nguyên. Đi vào quán cà phê, Từ Hướng Dương lên tìm vị trí yên tĩnh, cười ha ha nói. Ha ha, tôi liền biết lần này cậu tới đây khẳng định là có chuyện. Bất quá có chuyện gì, cậu trực tiếp gọi điện thoại nói cùng tôi, không phải là được rồi sao? Làm gì mà còn phải chạy đến tận đây vậy? Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong nhìn đôi mắt của Từ Hướng Dương, nói. Việc về cha cậu, kỳ thật tôi đã sớm biết một số việc. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Cha cậu sở dĩ xảy ra việc này, còn biến mất một đoạn thời gian như vậy, kỳ thật là bởi vì ông ấy có được một quyển sách gọi là Tử Nhân Kinh. Lâm Hiểu Phong đem toàn bộ chân tướng sự việc nói ra. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiểu Phong nói. Tôi sợ cậu lo lắng, cho nên vẫn luôn gạt cậu. Nguyên bản nghĩ chờ cứu được cha cậu, sau đó mới nói cho cậu biết những việc này. Không nghĩ tới lại nhận được tin cha cậu đã chết. Thực xin lỗi. Từ Hướng Dương yên lặng ngồi trên ghế, tinh thần trong lúc nhất thời còn không thể phục hồi lại. Hắn cúi đầu nói. Việc này cũng không thể trách cậu. Lần này tôi lại đây là bởi vì có được tin tức. Những người bắt cha cậu chỉ có nửa cuốn Tử Nhân Kinh, còn nửa cuốn kia cũng không lấy được trên người của cha cậu. Bất quá giống như cậu biết được nửa cuốn Tử Nhân Kinh kia đang ở đâu. Từ Hướng Dương ngây ra một lúc, liền nói. Tôi làm sao biết được? Cha tôi từ sau khi biến mất, trước nay đều không cùng tôi liên lạc. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nói. Có khả năng là cha cậu đem nó đặt ở một nơi mà chỉ có cậu biết. Nơi này khả năng đối với cậu cùng với cha cậu đều rất quan trọng. Từ Hướng Dương che đầu lại, dùng sức nghĩ tới, cuối cùng lại khẽ lắc đầu nói. Không được, tôi không đoán được. Nếu không cậu cùng tôi về Trùng Khánh, sau đó từ từ suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại đã có người lại đây bắt cậu. Từ Hướng Dương nghe thấy vậy, siết chặt song quyền, cắn răng nói. Nói thật, tôi trước kia có chút ngốc nghếch, cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy thi thể của cha tôi mới cảm giác trước kia hổ thẹn với ông ấy quá nhiều. Nói đến đây, Từ Hướng Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi còn muốn túc trực bên linh cữu của cha tôi 3 ngày, tôi không thể rời đi, cho dù chết tôi cũng muốn ở lại nơi này. Nghe thấy Từ Hướng Dương nói, Lâm Hiểu Phong cũng không phản đối. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Từ Hướng Dương đều nói ra như vậy, Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ còn có thể trói lại hắn, cưỡng bách hắn rời đi sao? Được rồi, vậy tôi liền cùng cậu ở đây 3 ngày. Trong lúc này, cậu hãy cẩn thận ngẫm lại xem nửa quấn Tử Nhân Kinh kia đang ở chỗ nào. Lâm Hiểu Phong nói. Từ Hướng Dương nói. Cậu không cần thiết ở đây với tôi. Chiếu theo lời cậu nói, người tới bắt tôi khẳng định rất lợi hại, cậu ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Sâm vẫn luôn trầm mặc, lúc này nói. Tới một người chính là giết chết một người. Sâm ca, những người này không dễ giết chết như vậy đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Đến lúc đó nếu chúng ta gặp phải, tốt nhất là có thể trốn liền trốn, không cần thiết phải đối đầu. Nói giỡn sao? Thánh giáo ra tay cùng với Thánh Kim giáo, Song Long giáo, Linh Tinh có thể giống nhau sao? Cả nước ma giáo nhị lưu giống như Song Long giáo, Thánh Kim giáo ước chừng có hơn 30 cái, mà Thánh giáo như vậy lại chỉ có 3 cái. Ma giáo đứng đầu như vậy cũng không phải là những ma giáo khác có thể sánh được.
Mặc dù Lâm Hiểu Phong đối với Thánh Kim Giáo trong lòng không hề sợ, nhưng đối với Thánh Giáo hắn lại không có nắm chắc bất luận cái gì. Cho nên lúc này đây, có thể không đánh vẫn là tận lực không đánh là tốt nhất. Quan trọng vẫn là tìm được nửa cuốn Từ Nhân Kinh cho Hạng Trù. Lâm Sâm nghe Lâm Hiểu Phong nói xong gật đầu, cũng không hề nói cái gì. Cho tới lúc này, thời gian đã là 3:30 chiều. Từ Hướng Dương nói: các cậu lại đây hẳn là còn chưa tìm được nơi ở, đến nhà của tôi ở đi. Liệu có tiện không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương nói: cậu với tôi còn khách khí cái gì, đi thôi. Nói xong, ba người đi ra khỏi quán cà phê, sau đó lại gọi xe đi tới một tiểu khu biệt thự xa hoa. Tiểu khu biệt thự này bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay từ đầu Linh không cho xe taxi đi vào, sau đó nhìn thấy Từ Hướng Dương mới cho xe tiến vào. Xe chạy đến một biệt thự 3 tầng. Biệt thự này cực lớn, bên ngoài có một cái sân rộng. Lúc này trong sân có rất nhiều siêu xe đang đỗ tại đây. Sau khi ba người xuống xe, Từ Hướng Dương mang theo hai người Lâm Hiểu Phong hướng vào bên trong. Đi vào đại sảnh, một quan tài đen nhánh để ở đại đường, bên trên có một tấm ảnh của cha Từ Hướng Dương. Bên trong rất nhiều người đang nói chuyện. Lâm Hiểu Phong hiển nhiên không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Hắn nhìn không được hỏi: lão Từ, không phải cậu nói nhà cậu gia đạo sa sút, như thế nào tới nhiều người như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn đều rất nhiều tiền. Từ Hướng Dương hừ một tiếng, chỉ vào một người khoảng hơn 50 tuổi đằng trước nói: đây là đại bá của tôi, Từ Bá Quang. Ngay từ đầu chính là do chúng tôi cho mượn tiền làm ăn buôn bán, ngày lễ ngày Tết đều phải tới đây hỏi thăm đáp lễ. Sau khi truyền ra tin tức cha tôi bị thiếu nợ nên bị truy sát, liền trốn đi, đến một chút tin tức đều không có. Hiện tại thi thể cha tôi đã tìm được rồi, lại còn tra ra ông ấy căn bản không thiếu tiền người ta. Đại bá tôi liền muốn đến đây lấy mỏ than nhà tôi. Lúc này ánh mắt Từ Bá Quang cũng nhìn lại bên này, trên mặt hắn mang theo hàm ý tươi cười, đi tới thân thiết hỏi: Tiểu Hàm, hai vị này là ai vậy? Là bạn học của tôi, không quan hệ với ông. Từ Hướng Dương lạnh nhạt liếc mắt nhìn Từ Bá Quang một cái, mang theo hai người Lâm Hiểu Phong liền đi lên lầu. Phòng ngủ của Từ Hướng Dương rất lớn, giống như phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Lâm Hiểu Phong đi vào, nhìn quanh một chút, nhịn không được cảm khái nói: mẹ nó, đi vào nhà cậu rốt cuộc tìm được cảm giác của một phú nhị đại như cậu. Ở trường học, Từ Hướng Dương lên cùng những bạn học khác không có gì khác biệt. Từ Hướng Dương nhún vai nói: được rồi, còn nói cái gì phú nhị đại nữa. Ây, những người dưới lầu đó tất cả đều là đại bá cậu tìm tới hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương gật đầu nói: những người đó đều là bạn của cha tôi lúc còn sống. Đại bá tôi gần nhất muốn lấy mỏ than từ trong tay tôi, lý do là tôi còn đi học, sẽ không có thời gian kinh doanh, giúp tôi tạm thời bảo quản. Những bằng hữu của cha tôi đều là vì tình cảm mà lui tới. Đại bá tôi hiện tại làm bộ rất thân tình với cha tôi, chính là vì muốn những bằng hữu của cha tôi tín nhiệm hắn, để lúc đó tiếp tục cùng bọn họ hợp tác. Lâm Hiểu Phong hỏi: vậy tại sao cậu không nói ra? Tôi nói ra có tác dụng gì? Từ Hướng Dương lắc đầu nói: bọn họ sẽ nghĩ do cha tôi đã chết, tôi chịu đả kích quá lớn, cho nên hồ ngôn loạn ngữ thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, rốt cuộc cha của Từ Hướng Dương đã chết, những người đó hơn phân nửa khẳng định sẽ lấy điều đó để suy nghĩ vấn đề. Vậy bên phía tòa án chẳng lẽ cũng giúp đỡ đại bá cậu sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương khẽ gật đầu không lên tiếng. Lâm Hiểu Phong xem như minh bạch, đại bá hắn phòng trừng bỏ ra không ít tiền đã thông quan hệ rồi. Lâm Sâm hỏi: Hiểu Phong, có cần ta đi xuống giết sạch những người phía dưới hay không? Sâm ca, giết người không giải quyết được vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói: hiện tại việc cấp bách chính là bên Thánh Giáo phái người tới. Bất quá lão Tử cũng yên tâm, mỏ than này đại bá cậu muốn lấy đi cũng không dễ dàng như vậy. Chờ chúng ta giải quyết vấn đề của Thánh Giáo, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Cảm ơn cậu. Từ Hướng Dương có chút cảm kích gật đầu. Lần này trở về, hắn cũng coi như hoàn toàn thấy rõ sắc mặt của nhóm người đại bá này.
Tuy rằng ngoài mặt một đám đối với chính mình quan tâm thật sự, nhưng trên thực tế tất cả đều chỉ vì cái mỏ than kia thôi. Đổi làm Từ Hướng Dương ngây ngốc trước kia có lẽ không nhìn ra tới, nhưng Từ Hướng Dương hiện tại tốt xấu gì cũng đã học 2 năm đại học, coi như có trải qua xã hội một ít. Lần này sau khi trở về phát hiện đại bá thân thích như vậy, ngược lại không bằng huynh đệ như Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động gọi cho Hạng Trù, điện thoại thực mau được kết nối. Lâm Hiểu Phong cũng không vòng vò, lên nói: Hạng đại mỹ nữ, mình muốn một ít thông tin những người đến đây bắt Từ Hướng Dương. Mặt khác, nếu cậu có thể điều tra hướng đi của bọn họ cùng với hành động kế hoạch, cũng nói cho mình một chút. Hạng Chu nói: Cậu bên đó không có việc gì chứ? Vừa đến Thái Nguyên có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Hạng Chu nói: Người lần này tới gọi là Minh Châu Thành, là một trong 12 trưởng lão bên trong thánh giáo chúng ta. Hắn am hiểu sử dụng yêu sát. Yêu sát? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Cái gọi là yêu sát này kỳ thật chính là đem yêu quái bắt lấy, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế, sử dụng yêu quái nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Người sử dụng thủ đoạn này Lâm Hiểu Phong vẫn là lần đầu tiên thấy được. Giữa cuộc đại đa số người của ma giáo sẽ lựa chọn luyện thì hoặc là luyện tiểu quỷ, còn loại yêu sát này hoặc là những thứ liên quan đến nó rất ít có người sử dụng. Rốt cuộc yêu quái quá yếu, luyện tới căn bản không có tác dụng, mà muốn thu phục yêu quái lợi hại, hơn nữa còn phải luyện chế nghe theo mệnh lệnh của mình. Quá trình này thật vô cùng phiền toái. Luyện một quỷ tà đồng dạng thực lực sẽ thoải mái hơn nhiều. Hạng Chu nói: Người hắn mang theo cũng không quá nhiều, chỉ có hơn 10 người. Trên thực tế, trong kế hoạch của bọn họ cũng không nghĩ tới cậu, chỉ cho rằng sẽ đến bắt một mình Từ Hướng Dương. Lâm Hiểu Phong nghe thấy điều này, gật đầu nói: Được, mình không trong kế hoạch của bọn họ, đây là chuyện tốt. Bọn họ từ xa tới một chuyến, nhất định phải cho bọn họ nếm một chút kinh hỉ mới đúng. Hạng Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói: Đúng rồi, cậu có thể đánh bại Minh trưởng lão, nhưng tuyệt đối không thể hại tính mạng của hắn. Điểm này cậu nhất định phải nhớ kỹ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.